Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 26 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, Văn phòng Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai tỉnh báo cáo rằng thảm họa mưa lũ bắt đầu từ tuần trước đã khiến 18 người chết, 16 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 16,44 tỷ nhân dân tệ. Sở Tài chính tỉnh đã bổ sung tổng cộng 2,5 triệu nhân dân tệ vào quỹ khẩn cấp cứu trợ thiên tai cho Bá Trung và Đại Châu. Theo báo cáo của Phòng Dân chính, một số thành phố tính đến 11 giờ ngày thứ Năm, thiên tai lũ lụt đã bắt đầu từ ngày Chủ nhật đã khiến 30 quận, huyện thuộc thành phố và thuộc tỉnh bị ảnh hưởng bởi mức độ khác nhau. Dân số 6,915 triệu người, thiên tai làm 18 người chết, 16 người mất tích, 988.000 người phải di rời khẩn cấp, 18.000 hộ dân, 62.000 ngôi nhà bị sập, hơn 185.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 159.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng và 29.000 hecta bị tàn phá. Ban dân vận các cấp tăng cường vận chuyển kinh phí và vật tư cứu trợ thiên tai, đồng thời nỗ lực hết sức để sắp xếp cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Vào ngày thứ Tư, Bộ Dân chính đã khẩn trương điều động 4.000 chiếc lều và 5.000 chiếc chăn từ kho dự trữ vật liệu cứu trợ thiên tai Trung ương ở Thành Đô đến các khu vực thiên tai ở tỉnh này. Cục Dân chính tỉnh đã khẩn cấp phân bổ 4.000 chăn bông và 4.000 chăn cho thành phố Bá Trung, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, 4.000 chăn cho thành phố Đại Châu và 600 lều, 1.000 chăn bông và 1.000 chăn cho thành phố Quảng An. Còn trên sông Khúc Giang, lũ đang rút dần. Văn phòng Sở Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán của chính quyền tỉnh vào sáng sớm ngày thứ Tư cho biết, lượng mưa ở khu vực phía đông Tứ Xuyên đã cơ bản kết thúc. Từ 8 giờ sáng ngày thứ Năm đến 8 giờ sáng ngày thứ Sáu, khu vực này chỉ có mưa nhỏ đến mưa vừa, lũ sông Khúc Giang đang rút dần. Theo Văn phòng Quốc phòng tỉnh, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8, mực nước đỉnh của trạm Khúc Giang Tam Hội là 267,81m, vượt mức nước đảm bảo là 6,67m, mực nước đảm bảo là 7,02m. Lúc 23 giờ cùng ngày, mực nước đỉnh lũ tại trạm Khúc Giang Quảng An là 238,47m, cao hơn mực nước đảm bảo là 4,1m. Hiện lũ sông Khúc Giang đang rút dần. Lúc 8 giờ ngày 25 tháng 8, mực nước tại trạm Tam Hội đã xuống dưới mực nước cảnh báo. Lúc 13 giờ, mực nước tại trạm Quảng An là 237,07m, cao hơn 2,7m so với mực nước đảm bảo. Mực nước tại trạm Khuất Tiên là 249,5m, cao hơn 1,16m so với mực nước đảm bảo. Lượng mưa lớn từ 3 ngày qua đã gây ra lũ lụt lớn nhất ở huyện Bình Xương, ở hạ lưu sông Tông Hê và Ba Hê kể từ khi bắt đầu ghi chép thủy văn. Sau thảm họa, huyện ủy Bình Xương và chính quyền đã nhanh chóng đưa ra kế hoạch cứu hộ lũ lụt. Một đội cứu hộ bao gồm các sĩ quan và binh lính cảnh sát vũ trang, cảnh sát công an, quan chức chính quyền và cán bộ cấp cơ sở đã khẩn trương đến những khu vực nguy hiểm để giải cứu những người dân bị lũ bao vây. Văn phòng phòng chống lũ lụt của quận đã tổ chức các thuyền xung kích để tìm kiếm những người bị mắc kẹt trên sông. Tại thị trấn Bạch Nghi, nơi bị ảnh hưởng nặng nề, lũ dâng cao và mất điện, tầng 3 của tòa nhà giảng dạy của trường trung học Kim Sơn bị lũ nhấn chìm. Hơn 50 học sinh và hơn 10 giáo viên bị mắc kẹt. Hơn 50 nhân viên của trung tâm y tế thị trấn cũng bị lũ cuốn. Sau khi nhận được tín hiệu báo nạn của quần chúng nhân dân, hiện tại việc cung cấp điện vẫn chưa được khôi phục ở thị trấn Bạch Nghi và cuộc giải cứu khó khăn vẫn đang diễn ra. Quảng An hứng chịu trận lũ lớn nhất kể từ khi có hồ sơ thủy văn. Đến 23 giờ ngày 24 tháng 8 đã đạt đỉnh lũ cao nhất, mực nước đỉnh lũ khoảng 238,5m, mực nước dâng 26,1m, vượt ngưỡng dự báo mực nước báo động khoảng 9,6m. Vào ngày 24 tháng 8, Quảng An hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất kể từ khi hồ sơ thủy văn bắt đầu vào năm 1847. Vào sáng sớm, thành phố cổ Quảng An bắt đầu ngập lụt và dần trở thành một thành phố với biển nước. Thành phố Quảng An đã tổ chức hơn 100.000 người, bao gồm cảnh sát vũ trang, lính cứu hỏa, cảnh sát, dân quân dự bị, cán bộ cơ sở và thanh niên tình nguyện giúp hơn 400.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa di chuyển an toàn. Mực nước đoạn Quảng An của sông Khúc Giang bắt đầu dâng cao mạnh vào 2 ngày trước và đạt đỉnh lũ cao nhất vào 23 giờ ngày hôm kia. Mực nước đỉnh lũ khoảng 238,5m, dâng 26,1m, vượt mực nước cảnh báo khoảng 9,6m và vượt mức nước đảm bảo khoảng 4,1m. Trận lũ thảm khốc đã khiến 26 thị trấn bao gồm Tiểu Hy và Lạc Du ở Quảng An bị ngập lụt, 56 con phố ở thành phố cổ Quảng An bị ngập. Sau thảm họa, thành phố Quảng An đã nhanh chóng triển khai ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 1
và đưa ra dự báo lũ lụt của sông Khúc Giang thông qua tin nhắn văn bản trên TV, đài phát thanh và điện thoại di động. Cán bộ các cấp đã đi sâu vào các vùng trọng điểm, vận động quần chúng di rời kịp thời. Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Quảng An đã triển khai 220 điểm tái định cư tập trung, 300 lều trại, 402.000 người đã được chuyển đến nơi an toàn, không có thương vong, không có dịch bệnh lớn, tai nạn, trật tự xã hội diễn ra bình thường, ổn định. Và lúc 6 giờ ngày 24 tháng 8, nước của lũ sông Khúc Giang đã tràn qua bờ sông làng Hồ Tiêu, thị trấn Hồ An, huyện Quảng An và các tổ 3, 4, 5, 7 của làng Hồ Tiêu bị lũ chia cắt và bao vây, tạo thành một loạt hòn đảo bị cô lập. Chúng ta phải di chuyển tất cả dân làng trước khi lũ tràn vào nhà. Tạ Kiến Bình, bí thư đảng ủy thị trấn Hồ An, người đã không nhắm mắt cả đêm, ra lệnh cho các thành viên của đội tình nguyện ở thị trấn Hồ An để cứu trợ lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp. Các thành viên trong nhóm Hứa Vĩnh Quan và Trương Thiết Bình lần lượt dẫn đầu các cán bộ thôn tìm kiếm và giải cứu những người dân làng chưa được chuyển đến. Từ nhà này sang nhà khác, nước lũ tiếp tục dâng cao, công tác tìm kiếm cứu nạn của đội tình nguyện được triển khai giáo diết. 11 người dân bị lũ bao vây đã được chuyển đi an toàn. Khi kim giờ chỉ vào 8 giờ, Hứa Kỳ Gia, thư ký chi nhánh làng Hồ Tiêu đã đếm những người đã bị lũ lụt bao vây. Vừa được cứu ra, phát hiện ra còn thiếu ông Trần Vạn Tú, 81 tuổi, không có trong đám đông. Ông già chắc không muốn chia tay tài sản trong nhà nên lặng lẽ quay về. Hứa Vĩnh Quan và Trương Thiết Bình lao vào nhà ông Trần Vạn Tú qua dòng lũ cao, bế ông già đến khu tái định cư. Sau hơn 3 giờ tìm kiếm và cứu nạn, đội tình nguyện đã chuyển toàn bộ 12 người bị bao vây ở làng Hồ Tiêu đến nơi an toàn. Vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu tái định cư thứ 3 dành cho các nạn nhân bị lũ lụt và cứu hộ ở làng Hua Ba, thị trấn Đại Long, quận Quảng An, khoảng 10 người đã chuẩn bị bữa tối dưới sự hướng dẫn của Đường Kiến. Một đầu bếp được mời từ trong làng, rửa rau, cắt đầu sáp, nấu cháo bí ngô, họ rất bận rộn. Đường Kiến nói rằng các cán bộ thị trấn đã mang gạo, dầu thực vật, thịt lợn và rau đến các điểm tái định cư vào sáng sớm. Và 100 người dân đã được ăn những bữa ăn ngon vào buổi trưa. Lúc 17 giờ 30 phút, Giang Định Bình, bí thư đảng ủy thị trấn Đại Long cầm loa phát thanh thông báo cho những người dân tạm trú tại đây ăn tối bằng giọng khàn khàn. Hai món và một canh, cơm khô và cháo là đủ, không tệ hơn bình thường ở nhà. La Tuyết Liên, một người dân làng Gua Ba bị thiên tai cho biết, Giang Định Bình giới thiệu rằng thị trấn Đại Long đã thành lập 7 khu tái định cư tập trung, cho phép hơn 560 người chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, không thể tìm nơi nương tựa, cùng người thân và bạn bè có nhà ở. Trước đó một ngày, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, trong 3 ngày tới trên địa bàn tỉnh có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, có nơi mưa to, có nơi mưa rất to. Sau đợt mưa dông diện rộng từ trong 3 ngày qua, nhiệt độ hầu hết các nơi trong tỉnh đã giảm từ 3 độ C đến 5 độ C. Ngày hôm kia, nhiệt độ thấp nhất trên lưu vực phổ biến từ 15 độ C đến 18 độ C. Lượng mưa 3 ngày chủ yếu tập trung ở phía Đông Bắc và Tây Nam lưu vực. Trong số đó có mưa bão lớn ở Bá Trung, Quảng Nguyên, Nam Sung và phía đông thành phố Miên Dương. Mưa vừa đến mưa to và mưa lớn cục bộ ở phía Tây Nam lưu vực. Khu vực khô hạn phía Nam lưu vực tuy đã có mưa nhỏ và một số nơi mưa vừa đến mưa to, nhưng hạn hán vẫn chưa được giải quyết. Các thành phố trên lưu vực từ ngày đến đêm ngày 25 tháng 8 có mưa rào hoặc mưa rào nhẹ. Ngày nhiều mây, trong đó 4 thành phố Bá Trung, Đại Châu, Nam Sung và Quảng An có mưa vừa vài nơi. Ở cao nguyên phía Tây Tứ Xuyên nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trong đó có khu vực phía Bắc tỉnh Cam Tử. Một số khu vực tỉnh A Ba có mưa vừa đến mưa to. Từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8, năm thành phố Quảng Nguyên, Miên Dương, Đức Dương, Thành Đô và Bá Trung nhiều mây, có mưa rào rải rác. Các thành phố còn lại trong lưu vực nhiều mây, có mưa hoặc mưa rào nhẹ. Bốn thành phố thuộc Tây Cao Nguyên, Tứ Xuyên, nhiều mây, có mưa rào, trong đó có Cam Tử. Các khu vực phía Bắc của tỉnh, quận A3 và quận phía Nam Lương Sơn có mưa vừa đến mưa to. Cục khí tượng nhắc nhở cần chú ý đề phòng tác hại do mưa liên tục gây ra, tăng cường theo dõi, đề phòng sạt lở núi, sạt lở đất và các thiên tai khác. Hạn hán ở khu vực khô hạn phía Nam lưu vực vẫn còn nghiêm trọng. Đề nghị các khu vực ban ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác cứu trợ hạn hán, giảm nhẹ thiên tai, nắm bắt điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng cường độ hoạt động, tăng cường mưa nhân tạo. Cảm ơn
quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.